Và chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ 3 ở trong thi đấu thứ 2. 5-0 VC. Kinh hồn bạt vía, tôi cứ tưởng là vâng Văn Lớp No 1 cộng với các cái thủ đang vâng có máu mặt của đế chế Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thi đấu nó như nào? Hóa ra gặp mấy ông già cũng căng. Có IA đến từ tuyển thủ núi Roman Ho Sen, thế như vậy là tứ tuyển phía bên kia. Còn phía bên này chắc là cũng có phần điều tiểu Chiboy cầm Grace. Chúng con cầm Egypt ở bài trong. Đây là anh Linda người cầm Summer. Và đây là Mèo Mèo người cầm Babylon. Thế như vậy là Chiboy và tuyển thủ Mèo Mèo là hai người chém thôi. Không thể khác. Ông gọi bát mì. Thôi rồi. Tôi để cả điện vậy là mọi người cộng thêm vi mình lát nữa thì số mình thành đáng như vậy à cái gì à, ba điểm ba đi Somos.
Trở lại với trận thi đấu thứ ba thôi. Và trận thi đấu thứ ba không thể đấu ra hơi càng cỏ khi mà quân bên kia quá tuyệt, có phô, có chen, có Roman, có Ia, Ia thì thủ mà một tiếp tục núi. Và bây giờ bài cắm đi cuống cuồng cắm đi đến từ thủ mèo mèo dũng con là người cầm Ezip, một tôi nghĩ là Ezip thì này khó lòng được cầm bản đồ đây, màn hình đấy dũng con đây 57 có là một cần được bản đồ bài và đóng ra hướng hoàn toàn phía bên trong, một cái thì ở phía bên ngoài thì Roman của thủ văn lớp công tuần này có khá đông những con trọng lượng kẹp cả chém Roman nữa. Ezip của thủ văn con đã có được chứng mới và bây giờ thì anh có thể hoàn toàn thoải mái trong gần một thế bài như thế này. Nhưng ở phía bên kia khi mà đồng đội mình chết rất sâu ở đây là chút bọt thằng này vẫn còn 20 vừa bài thủ chip boy bây giờ đúng như một cái đường chim hề luôn. Ai mà nhìn cái tham lam của thủ chip boy giật mình, không thể tưởng tượng được cái hai cái vạch lên đời nó lại xa nhau đến mức như vậy. Đây màn hình máy của cái thủ đinh đa
Hôm nay còn 45 dành cho Summer. Ơ thế như vậy vẫn đánh được này. Ô thế sau này 45 thì bên kia là Sen của cái thủ à. Sen cái thủ vô 4. Tức game thủ vô thường. Ô thì bây giờ bị ô 3 rồi. Đúng con phải sang tên này. Bắt buộc phải sang tên này để mà đánh máy của thủ 15. Nếu không thì Zinda sẽ là người bị bụng. Đúng con đang đẩy nhẹ một tên. Chúng ta cùng xem ai là người đít. Đây là màn hình máy của Tùng Meo Meo bình thường. Đây là màn hình máy của Linda bình thường. Đây là chúng con vẫn bình thường. Và cuối cùng thôi xong, Shiboy là người đít rồi. Căng rồi. Khả năng cao Shiboy là người đít. Chúng ta cùng xem có phải Shiboy hay không. Đây Shiboy thôi, Shiboy đít mất rồi. Ơ đen đến từ Shiboy. Đây là Dũng con. À không, Văn Lớp. Văn Lớp mới là người đít chứ này. Vâng, Văn Lớp mới là người đít. Bên kia đang rủ đánh tiếp 3 đánh 4. Văn Lớp là người cầm Roman. Có vẻ như là chết rồi. I need food. Ờ không, đây Chiboy đây. Cái Chiboy vẫn là ngon mà. Chiboy vẫn là ngon. Thế Văn Lớp là người đít rồi. Như vậy Meo Meo đã gây chủ động resize. Đây màn hình máy của Meo Meo. Đúng rồi, resize mất rồi. Như vậy khả năng đánh lại. Đánh lại và khả năng khi một con còn lại nữa. Con bên này xấu hơn mà. Có khả năng là random lại nữa. Chúng ta hãy cùng chờ xem phán quyết cuối cùng là như thế nào. Thank you.